Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Các cậu có bao giờ nghe đến truyền thuyết Melody chưa? Melody. À, Melody. Khoan, Melody, em rất thích nhân vật Melody. Yeah, Melody rất là dễ thương luôn. Melody, thứ anh cần là Melody, giữ anh lại bờ chưa đi em ơi. Đúng không, cái bài của anh Jack đó đúng không? Trời đất ơi, tạo lao Melody là bé thỏ, mà hồng hào quá đúng không sao? Đúng, Melody rất dễ thương. Nhưng mà không đơn giản như vậy đâu. Kể cho mọi người, đó chính là Melody E-X-E. Melody E-X-E. Ủa? Đúng rồi, đây là Melody E-X-E. Sẽ khi mà các đứa trẻ như chúng ta thức vào lúc 12 giờ đêm không chịu đi ngủ, Melody E-X-E sẽ tới bắt cóc chúng ta. Đó là truyền thuyết rất là kinh khủng về Melody E-X-E. Nên là trời ơi, ghê, tôi cũng sợ da gà rồi. Bây giờ mà không ngủ thế nào cũng bị Melody E-X-E bắt cóc. Em đây. Trời ơi, đâu ra cái câu chuyện này vậy? Toàn là bịa đặt không mà. Trên đời này làm gì có Melody E-X-E. Trời ơi, sao không có được. 12 giờ nếu mà em không ngủ nha, Melody E-X-E sẽ bắt cóc em. Trời ơi, nó không em đâu ra Melody, trời kêu nó ra đây hộ nè. Bây giờ là 11:59 rồi đúng không? 12 giờ tới cái à. 1, 2, 3. Đây là sức mạnh của Melody E-X-E đó. Bây giờ mà nếu em mà không ngủ thì chắc chắn em sẽ bị. Sao xuống đây vậy? Trời ơi, ghê quá các bạn ơi, bây giờ sao đây? Đi nè, đây. Dạ, đây, đi luôn. Đứng đây cà giỡn với mình nè. Trời ơi, cây đang bị một con Melody đi gì? Trời ơi, đây không phải, đây có phải là Sammy không? Đây, chìa khóa màu đỏ đây, cây ơi, bên này, gì xin thấy rồi. Đây, qua đây. Cái búa cầm, cây đâu rồi? Đi theo xem. Cái tên nào đầu hồng đây? Đây, đi đâu vậy? Bên màu đỏ. Ủa, đây bên này. Ủa, lộn ơi. Bên này trời ơi, chạy ra trước khi nó bị cái gì. Trời ơi, không dí đâu yên tâm. Đây, trời ơi, nó đang dí đứa kia mà. Đi, chạy. Trời ơi, đang dí cái hồng này. Có cái hồng này nó nhiều quá. Đây, bên này, đây, cửa đỏ nè, mở, cây ơi. Mở. Vô được rồi. Nhỏ tóc hồng đi luôn rồi. Bên này là có cái lửa để mình chạy nè. Hai. Ôi Sammy ác quá. Sammy ơi. Sammy là ai ta? Rồi. Bị chặn đầu ơi. Chạy. Tên này. Trời ơi, Sammy. Ngay đây có cái chìa khóa màu cam nữa. Cây đi kiếm cái cửa màu cam nữa. Chìa khóa màu cam ở ngoài này. Xin biết chỗ. No. Còn một mình cây đó để xem. Trời ơi,
Dăm ba mấy này em sao làm khó được mình hả? Sợ si ba. Tôi quay luôn hả? Ê sợ. Dí hộ mình các bạn ơi, mày dí hộ mình các bạn ơi. Dí hộ mình cái. Trời ơi hai thằng luôn hả? Ơ si ba giờ cái chìa khóa màu cam giờ cây lên làm gì giờ? Nó ở ngoài, nó có cái cửa ở ngoài. Bây giờ cây kiểu xíu cái cửa ở ngoài đây. Cửa ngoài đây hả bộ? Đây có cửa ngoài đây. Đúng rồi, ở ngoài sân á. Cố lên. Trời ơi nhưng mà mình không mở được. Trời ơi. Ủa vậy là không phải rồi, vậy là cửa vàng. Trời ơi. Không sao Siêu Bơ, bây giờ cay cứ chạy vòng vòng 6 phút á, đầu cũng thắng rồi đúng không? Ủa vậy luôn hả? Không, mà là thua đó, là thua. Ủa vậy à, luôn hả? Của mình là phải mở chìa khóa chứ đâu ra mình chạy nhông nhông ngoài đường vậy? Ây da, ây da, lụm đi qua cái lỗ nè. Ủa đâu rồi ta? Ủa đây, đây. Ủa sao có người đây đó nhỉ? Trời ơi, có người trốn rồi chứ? À, vẫn có còn người, vẫn còn người có sống mà. Có tên trốn, có người trốn hả? Có lên, có lên cây ơi, có lên. Yên tâm đi, mấy game này dễ thôi. Trời ơi, tôi lo chết luôn nè, trời. Đi nè, đi nè. Trời ơi, bị mắc kẹt cái bẫy, trời ơi. Ồ, cái bẫy này mình đặt. Trời, sao luôn. Trời ơi. Ai bay vào luôn rồi, chú ơi. No. Trời ơi, nó bắt chúng ta vô nhà nữa. Ôi, Sammy nè, Sammy nè, chú ơi. Sammy, trời ơi. Ủa, mọi người qua, ủa giờ làm bây giờ nhiệm vụ của mình phải đi kiếm chìa khóa và mở cái này và sau đấy chúng ta phải phá cái chỗ này ra. Bây giờ phải kiếm đồ nghề bạn ơi. Bây giờ đi kiếm một cái chìa khóa màu khoan quái vật đã xuất hiện. Cái gì? Mèo đi xuất hiện. Nó sẽ này ghê đó, cái gì ghê trời ơi. Đâu đâu. Mèo đi kìa. Trời. Trời mà bây giờ nhiệm vụ của mình phải mở hết tất cả cái cửa này ra mọi người. Ok ok, mở hết cửa ra cái gì? Ui, ai đang có cái gọi là gì ta? Cái đang có cái chìa khóa màu xanh, không biết chìa khóa màu xanh để đâu rồi ta? Xanh. Ôi, Melody đuổi mình kìa. No, trời ơi, cái vừa mới nhảy xuống là cái đấy đó. Chứ mặt mình ơi. Anh bạn ơi, em yêu anh đừng có chơi như vậy nữa mà. Cẩn thận. Ui, tôi nghe tiếng cái con kia nó kêu các bạn ơi, nó kêu. Ừ, anh cần là Melody chứ phải là Melody. Trời, đi kiếm chìa khóa nè. Ui, tính ra mình thấy nhiều. Mình thấy là trong game này ai cũng giỏi á mọi người, mở hết chìa khóa luôn kìa. Chỉ có Hùng, Hùng ở đâu vậy ta? Ở trong kia, không trong kia, trong kia. Ê, có người kiếm được cái miếng gỗ để chạy vòng vòng ngay chỗ này luôn rồi nè Sim. Giỏi vậy. Hay quá. Ê, nó lên kìa, nó lên kìa. Nó lên kìa. Nó lên kìa bà con. Chạy. Chìa khóa Hùng ở đâu vậy? Bây giờ chìa khóa màu đen nè. Chìa khóa màu đen nè. Màu đen. Đâu ta, không phải ở đây, không phải ở đây. Ê, đứng đây nguy hiểm quá vợ, lỡ nghe quá chị ngoan coi sao. Ờ, tôi sợ quá à. Em... Ê, nó qua kìa, nó qua đây, nó qua kìa. Yes, mày qua đây, mày qua đây, mày qua đây đi. Ôi giờ em khoan mình có thể. Ê, tôi chạy xuống đường. Có gì xuống đường ta không? Ê, chết chào, em xuống đường hả, lỡ cái. Nó, chạy được, chạy được, em chạy vòng được. Chạy vòng, chạy. Ôi, chị ơi, chị ơi. Nhưng mà nó đang đuổi tao. Ôi, bây giờ mình phải đi kiếm chìa khóa màu đen các bạn ơi. Đây là chìa khóa màu xanh nè. Ui đó kìa bà con ơi. Đây là chìa khóa luôn á. Ui đó kìa, đó kìa. Cái nào vậy? Chìa khóa màu đen. Đi làm đi, Sim ngươi đi kiếm đi, Sim ngươi đi kiếm đi để cài dắt nó. Đó, cái thằng này. Ui! Rồi xong một người chơi chúng ta bay màu nữa rồi. Màu đỏ. Ui! Cái cờ lê dùng được nè, cờ lê dùng được nè. Thế á, đây đây em có cái búa nè. Đây. Cái búa hay là mình lê đó? Chị nhớ là như đầu này thì phải rồi. Ê tới đó mà chỉ cần cờ lê đây cờ ủa không cờ lê đâu phải này đâu. Hay là chị có màu xám. Ê sao cẩn thận. Cái phòng mà cái chìa khóa màu đen được mở nè, chạy lên đi mọi người ơi, chạy lên đi. Đúng vậy. Vô trong đây không có gì luôn á, không có gì chơi đó Sim ơi. À, nó có cái lỗ để mình chạy nè. Đây, nó có cái lỗ để mình chạy nè. Ồ, có cái lỗ thôi hả? Có cái gì không? Chạy. Ồ, đúng cái lỗ, không sao, không sao. Vẫn thoát được. Ê, nó đang nhìn mình kìa, Rồi, giờ. Còn duy nhất một chiếc khóa màu trắng thôi, chỉ có màu trắng là thành công rồi mọi người ơi. Chạy kìa, chạy. Trời ơi. Nhớ đâu ta, tìm một cái chìa khóa màu trắng đây nè, nó có cái bảng mọi người ơi, chỉ có chìa khóa màu trắng là xong á. Ok, không okay, cần đi kiếm đâu Sam ơi, không cần đi kiếm đâu, để mấy người kia kiếm giùm mình đi rồi. Gì à, mình cũng phải đi kiếm chứ. Trời ơi, bây giờ, nè cái màu trắng là cái chính giữa luôn á, là cái nhà chính giữa luôn nè.
mà nó ở đâu ta? Chìa khóa màu trắng, chìa khóa màu trắng. Nó xuống kìa, nó đuổi theo chị kìa. Sam ơi, cẩn thận. Gần quá. Ok, chìa khóa màu trắng. Ở đâu ta? Mình nghĩ nó chỉ quanh đây thôi bạn ơi. Màu trắng. Mình thấy ở đây có cái chìa khóa màu vàng nè. Màu xanh nè. Ở đây không có, Trời ơi. Dí hồn các bạn ơi, bạn dí hồn mình các bạn ơi. Rồi. Vậy. Ôi, có cửa nè, có cửa nè. Cửa được mở rồi nè. Trời ơi, có tôi. Yeah. Chúng ta đã thoát khỏi ngôi nhà kinh khủng này. Yes. Về nhà thôi mọi người. Ok, thôi các bạn, mình nghĩ tụi mình sẽ về nhà vậy. Và đây là cái xe duy nhất để chở tụi mình đi về mọi người. Đi về thôi. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Yes. Ủa? Ủa, cái nhà mình đâu đen vậy không? Ủa? Ủa gì vậy? Ủa, mình đang ở đâu vậy? Trời ơi, cái gì nó bắt mình vô trong rừng nữa kìa. Chở đúng chỗ rồi mọi người ơi. Không thể nào. Mình đã chở. Mọi người à, mình xin lỗi mọi người, tôi đã trở thành quái vật rồi. Oh my god, mọi người ơi, Simmy đã trở thành Millionaire rồi sao? Sam ơi, xin lỗi. Ta sẽ đánh các ngươi. Mình đã biến người chơi trở thành quái vật giống mình. Trời. Em đã biến người chơi trở thành Kurumi. Oh my god. Mình đang cảm giác thật là tuyệt vời khi mà trở thành quái vật các bạn ơi. Có người trúng cái cây luôn à. Sam, chị đang ở đâu giờ? Where are you? No, chị đang ở đâu đó chị cũng... Ôi trời ơi. Sam à, không được, mình sẽ để sao cuối cùng mình sẽ tiêu diệt những người chơi còn lại. Có người trốn vô cây sao? Nhưng mà em có thấy chị là sao vậy? Chị đang đi bảo vệ môi trường ấy mà. Ôi, nhưng mà mình công nhận là mấy con boss này chạy rất là chậm nha. Chạy rất chậm luôn mọi người. Ê, ủa, Kai bạn... đâu rồi? Nhiệm vụ của em là bảo vệ nè, em đâu rồi Kai? Kai đi lấy hàng rồi, Kai đi lấy hàng của shipper rồi. Trời, cái nhiệm vụ nó quan trọng. Ủa trời. Mình có thể tàu bẫy luôn á mọi người. Nè, đứng lại con người ngu không? Ta sẽ không cho người thoát. Ta sẽ không cho người thoát khỏi đây đâu. Sao đây tìm đồ không ra gì hết trơn vậy? Trong này không có đồ hả? Hơi, thấy rồi cha. Hay à? Đứng lại coi con người. Trời ơi. Con người. Sao nãy giờ mình không thấy Kai, ta đứng lại. Ui, tính ra là mình thấy cái này chạy hơi nhanh nha. Kai trốn rồi. No, ui hay vậy. What the? Đứng lại, má kia. Trời ơi, đứng lại cho tôi. Ui, trong này có kéo nè, tôi biết trong này có kéo nè. Làm sao, trời ơi, phải lấy chìa khóa vàng. Trời ơi. Cần một chiếc chìa khóa để mở khóa rất nhiều thứ. Mở. Đi à, la. Ăn thịt nè. Rồi mà thấy đã có 3 melody rồi các bạn ơi. Ủa? Tôi biết hết melody rồi. Đúng rồi. Hello Kai. Còn một mình Sam rồi các bạn ơi. Oh my god. Rồi giờ tìm chìa khóa vàng. Mà chìa khóa vàng tìm ra cái kéo rồi. Cái kéo đâu rồi? Tôi sẽ dăng 7 cấp mọi người. Chìa khóa nè. Đây chìa khóa nè Sam ơi. Còn bao nhiêu người chơi? 4 con melody này vòng vô đây. Trời ơi, Cinnamon luôn kìa. Cinnamon. Sammy. Tôi nè. Là em nè Sammy. Em là em nè. Em đang nhảy vòng vòng nè Sam ơi. Em cũng đang nhảy nè Sam ơi. Có lấy hai người đang nhảy không? Có lấy hai người đang nhảy không? Đây là Opa luôn các bạn ơi. Ôi, Cinnamon kìa. Lâu ra đây con Cinnamon nữa vậy? Trời ơi, Sam ơi, là chỉ thể thắng được hết. Trời ơi, cái gì vậy?
vô đường cục rồi, đường cục rồi, đường cục rồi sao ơi. Trời ơi kìa. Sao ơi, cái này là phanh cuồng. Phanh cuồng sao chống chọi được một đống người như thế này. Ôi, tính ra giờ á, cai thấy là giờ mình dí, mình cũng không dí lại đâu, mình phải chơi kế hoạch thôi Sim ơi. Trời ơi. Sao? Mở cửa đông vậy? Mở cửa xong có thoát được không? Được, được, được. Ôi, vàng nó mở được. Ô, cửa màu vàng được mở rồi, cái này ai mở rồi? Sam, Sam mở, Sam mở. Ôi, trời ơi, Sam đâu rồi ta? Tinh tỏ. Cái Sam rồi, cái Sam rồi, cái Sam rồi. Nhưng mà đâu có chui qua được đâu ông nội. Sam chơi chui qua hả? Đừng tâm, mình đứng mỗi người hai bên, Sim ơi, đứng mỗi người hai bên. Ê, từ từ, từ từ, ôi. Từ từ gì, bị dưới bẫy đúng không? Ê, đứng lại là hắt khắc được không ta? Đi đi hát với chúng tôi. Game over. Ui, tính ra là Sam là người duy nhất luôn á. Sam là người duy nhất trong thế giới này luôn á. Thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ mình nghĩ mình và Kai và Sam sẽ thoát khỏi đây rồi các bạn ơi. Đi thôi Kai. Rồi khỏi đây ngay lập tức. Ngủ gần này thôi. Trời ơi sợ quá à. Đi thôi. Mình không thể ở đây mãi được các bạn. Đây. Chạy. Sao? Ôi có ngu vậy rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Ôi các bạn ơi, không ngờ quái vật Melody SE lại có thật luôn các bạn ơi. Trời ơi đáng sợ quá. Ôi mà may quá. May á, Sammy, Kyron với tụi mình cũng đã thoát khỏi cái thành phố đấy không. Chắc chắn tụi mình sẽ mắc kẹt trong cái thành phố SE đấy mãi mãi lắm mọi người. Ghê quá à. Đó đâu, Kai nhường đó thôi. Chứ còn Kai có súng đây mà. Nhường. Trời ơi. Đồ chơi mình nói đánh với người ta mệt ghê luôn. Đỡ quá. Bây giờ mình đi ngủ sớm đi không là sẽ bị bắt tiếng mọi người ơi. Đừng có thức okay. Đêm đó nha. Đúng rồi các bạn đừng có thức đêm nha. Thôi được rồi mọi người đi vô ngủ thôi. Đi vô ngủ tôi.